For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất. Bây giờ xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý. Trấn Thành, tôi chỉ là con tép trong nghề đạo diễn. Vượt Bùi Thạc Chuyên, Victor Vũ để nhận đạo diễn xuất sắc ở ngôi sao xanh, Trấn Thành nói mình chỉ là con tép so với đàn anh. Mới đây trên sân khấu, Trấn Thành cảm ơn về ghi nhận của khán giả và hội đồng chấm giải. Hôm nay, Trấn Thành đứng đây nhận giải, cạnh hai đề cử là anh Victor Vũ, Bùi Thạc Chuyên. Thú thật, tôi chỉ là con tép thôi, còn nhiều điều tôi phải học hỏi từ nghề, từ các tiền bối. Tôi chỉ là một tân binh mới làm hai phim điện ảnh. Hy vọng giải thưởng là động lực để tôi làm nghề tốt, cống hiến nhiều bộ phim hay hơn, đạo diễn nói. Nhà bà nữ vượt qua đề cử gồm Người vợ thứ ba, Cho tàn rực rỡ để thắng phim điện ảnh hay nhất. Khi được gọi tên, ekip tỏ ra bất ngờ. Với Trấn Thành, dự án là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, mang đến thành tích mà bản thân không ngờ đến. Tôi không dám nhận mình có phim xuất sắc, nhưng có thể tác phẩm được mọi người yêu thích, tôi sẽ cố gắng thật nhiều, cống hiến nhiều hơn nữa, Trấn Thành nói. Dự án ra rạp dịp Tết Quý Mão nhanh chóng tạo cơn sốt, phim cán mốc 200 tỷ đồng nhanh nhất chỉ sau 7 ngày ra rạp. Tác phẩm sau đó đạt 458 tỷ đồng, vượt qua Bố Già 420 tỷ đồng để trở thành tác phẩm doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Việt. Trấn Thành tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành, 36 tuổi, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh bắt đầu với công việc MC sau khi đoạt giải 3 cuộc thi Én Vàng 2006. Sau đó lấn sân diễn xuất, từng gây chú ý qua các bộ phim Bệnh viện Ma, Chờ em đến ngày mai, Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu. Từ năm 2022 đến nay, anh đầu tư làm phim điện ảnh, thử sức vai trò đạo diễn qua các dự án gồm Bố Già, đồng đạo diễn với Vũ Ngọc Đãng, Nhà bà nữ và Mai sẽ ra rạp vào dịp Tết 2024. Nội dung phim kể về câu chuyện bà nữ Lê Giang đóng, chủ một tiệm bánh canh cua là người mẹ khó tính, nặng gánh cơm áo gạo tiền, từng bị phụ bạc, bà cấm cản con gái út trước các mối quan hệ yêu đương. Cô cãi lời mẹ khi lén lút quen John do Song Luân thủ vai. Tác phẩm tạo được đồng cảm nhờ câu chuyện về mâu thuẫn thế hệ giữa mẹ và con gái. Khâu diễn xuất của các diễn viên được nhận xét tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng phim mắc một số điểm trừ vì lạm dụng cảnh các nhân vật mâu thuẫn qua lại ồn ào, thiếu quãng lặng để khán giả chiêm nghiệm. Diễn viên Lê Giang được vinh danh là nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục điện ảnh cho vai bà nữ trong phim. Cô nói hạnh phúc vì sau 36 năm làm nghề có được giải thưởng ý nghĩa. Giải thưởng Ngôi Sao Xanh do tạp chí Thế Giới Điện Ảnh kết hợp với một kênh truyền hình tổ chức từ năm 2013 đến nay qua 10 mùa nhằm tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình, web drama có nhiều đóng góp trong năm. Gala được đầu tư phần thảm đỏ xuất hiện nhiều sao trong nước và quốc tế. Nội dung trao giải được nhận xét là bớt rườm rà và có điểm nhấn hơn mọi năm. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.